Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 11 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong buổi họp báo diễn ra sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ toàn bộ việc thi công công trình thủy điện Đắc Mếch 3 sau sự cố vỡ đập ngày 22 tháng 11 vừa qua. Nhiều nông dân trồng hành tím ở Sóc Trăng có nguy cơ bị mù do lạm dụng hóa chất trong quá trình bảo quản. Cả người dân lẫn cán bộ y tế đều đang rất lơ là trong việc đảm bảo quy trình tiêm chủng cho trẻ để đề phòng biến chứng. Tin quốc tế, đánh bom liên hoàn tại Syria khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Hiện vẫn chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Thêm nhiều phản ứng liên quan đến hộ chiếu mới gây tranh cãi của Trung Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện Đắc Mếch 3 nằm trên địa bàn xã Đắc Trông, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo công bố thông tin về sự cố này. Theo đó, hướng xử lý ban đầu được đưa ra là đình chỉ thi công công trình. Tại buổi họp báo, các bên liên quan cho biết sự cố vỡ đập thủy điện Đắc Mếch 3 vào ngày 22 tháng 11 đã khiến một người chết, 60 mét đập bê tông phía thượng lưu bị sập, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Kết quả kiểm tra và báo cáo của đoàn liên ngành cho thấy, chủ đầu tư là công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát Đắc Mếch đã thi công đập sai so với hồ sơ thiết kế. Cụ thể, đơn vị tư vấn đã đề xuất với chủ đầu tư rằng với loại đập bê tông trọng lực thì phải dùng bê tông đá hộc vữa mác 150 và bơm liên tục để tạo nên một thân đập có kết cấu vững chắc. Song tại hiện trường, đơn vị thi công lại trò chở đất, đá cuội, sỏi dưới lòng suối để đổ vào bên trong thân đập. Sức chịu lực của đập yếu đã dẫn đến sự cố. Tại buổi họp báo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ toàn bộ việc thi công tại công trình, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo sự cố cụ thể cho Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, nộp toàn bộ hồ sơ của công trình cho Sở Xây dựng Kon Tum trước ngày 1 tháng 12 này, có phương án, kế hoạch cụ thể và thực hiện khắc phục hậu quả sự cố, khai thông đảm bảo dòng chảy trên lưu vực sông Đắc Mi, bảo vệ môi trường ở khu vực này. Trong vụ việc lần này, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lây đã không có động thái nào để nắm tình hình của sự cố vỡ đập thủy điện Đắc Mếch 3, để mặc cho chủ đầu tư tự khắc phục hậu quả, không cử cán bộ đến giám sát, theo dõi. Sự việc trên chỉ được phát giác và điều tra làm rõ khi báo chí vào cuộc. Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, chính quyền huyện Đắc Lây còn có biểu hiện ém thông tin khi mà trước đó thân đập có nhiều đoạn bị nứt, nhưng chính quyền vẫn làm ngơ. Đập thủy điện Đắc Mếch 3 khởi công tháng 3 năm 2009, dự kiến phát điện đầu năm 2013, tổng công suất là 7,5 MW, vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng và đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, vẫn chưa tích nước đập tràn. 18 giờ ngày 22 tháng 11, bức tường phía thượng lưu dài khoảng 80 m, cao gần 9 m của đập Đắc Mếch 3 bất ngờ đổ sập, hơn 700 m khối đá bê tông rơi xuống suối Đắc Mếch, đè chết anh Nguyễn Viết Hùng, 28 tuổi, ngụ Quảng Nam, đang lái xe thi công. Để phục vụ tốt người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các nhà ga bến xe tại các thành phố lớn đều đã lên kế hoạch tăng lượt, tăng chuyến, đảm bảo không để người dân nào bị lỡ ngày nghỉ Tết bên gia đình. Công ty quản lý bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường xe cho từng lượt nghỉ Tết. Cụ thể, trong dịp nghỉ Tết dương lịch, tăng cường thêm 590 lượt xe chia đều cho 3 bến xe có số lượng khách tập trung cao để giảm tải và có thể giải tỏa khách ngay tại bến. Dịp Tết Nguyên đán, lượng xe tăng cường khoảng gần 3.500 lượt xe một ngày. Cùng thời điểm, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã hoàn thành kế hoạch chạy tàu Tết Quý Tỵ 2013. Theo đó, sẽ tăng thêm 10 đôi tàu khách thống nhất trong dịp Tết. Thông tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, hãng sẽ thực hiện triển khai kế hoạch tăng tải phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 3 năm 2013. Vietnam Airlines sẽ thực hiện khoảng 1.000 chuyến bay tăng tải, bổ sung gần 174.500 ghế cho hành khách. Tại các bến xe phía Nam như bến xe miền Tây, bến xe miền Đông hiện vẫn chưa có kế hoạch triển khai bán vé. Tuy nhiên ngay từ lúc này, lãnh đạo các bến xe đã khẳng định lượng xe trong bến cũng như lượng xe có thể huy động sẽ đáp ứng đủ nhu cầu đi lại ngày Tết của hành khách.
Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 127, Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương phối hợp cùng với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm ngày phòng chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là công tác phòng chống hàng giả hàng nhái trong lĩnh vực thực phẩm trước dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Tại lễ kỷ niệm, nhiều đại diện doanh nghiệp và ngành nghề tỏ ra khá bức xúc về tình trạng hàng giả hàng nhái thuộc một số lĩnh vực nóng như hàng tiêu dùng, phân bón, ga, đặc biệt các sản phẩm liên quan đến sự an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng như thuốc, mỹ phẩm, mũ bảo hiểm, gạo ngày càng tăng mạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Theo số liệu của Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, trong 9 tháng đầu năm 2012, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện và xử lý gần 8.000 vụ hàng giả, vi phạm nhãn hàng hóa và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng hơn 1.000 vụ so với năm 2011. Các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính trên 34 tỷ đồng, tịch thu tiêu hủy số lượng hàng hóa trị giá 6,7 tỷ đồng. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, hiện các lực lượng chức năng của thành phố đã bắt đầu triển khai lấy mẫu trên thị trường những nhóm hàng thực phẩm tiêu thụ mạnh trong dịp Tết để kiểm nghiệm và dự kiến sẽ công bố kết quả vào ngày 15 tháng 12 tới để cảnh báo đến người tiêu dùng những loại thực phẩm có nguy cơ mất an toàn cao. Theo đó, 6 nhóm hàng thực phẩm sẽ được quan tâm giám sát gồm rượu bia, rau củ quả, ô mai, bánh mứt kẹo, thịt lợn và sản phẩm gia cầm. Khâu kiểm nghiệm sẽ tập trung vào các chỉ số chất bảo quản, chất phụ gia và chất lượng thực phẩm theo công bố. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, qua các đợt kiểm tra, giám sát mặt hàng thực phẩm từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hàng thực phẩm vi phạm vẫn chiếm xấp xỉ 20%. Đã có gần 1.000 cơ sở vi phạm bị xử phạt với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với thực tế, con số này là quá nhỏ. Nguyên nhân của tình trạng này là do đa số các mặt hàng thực phẩm tươi sống và thiết yếu sản xuất trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, nên phần lớn phải nhập khẩu và chuyển từ các vùng lân cận về. Việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm thực phẩm này rất khó khăn. Ngay sau khi có danh sách chính thức về các nhóm hàng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cũng liên quan đến công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra 91 mẫu sản phẩm động vật bán trên địa bàn thì có tới 60 mẫu nhiễm khuẩn E. coli, trong đó mẫu thịt lợn bán về hè có tỷ lệ nhiễm cao nhất. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, mặc dù phát hiện các mẫu thịt lợn có tỷ lệ nhiễm E. coli cao, nhưng trên địa bàn thành phố chưa xảy ra trường hợp ngộ độc nào. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn cần cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. Ngoài các sản phẩm thịt động vật còn có 4 mẫu sản phẩm thủy sản, 14 mẫu rau củ quả cũng được phát hiện nhiễm E. coli vượt ngưỡng cho phép. Mỗi năm Đà Nẵng tiêu thụ khoảng 60.000 tấn sản phẩm động vật các loại, trong đó sản phẩm chăn nuôi tại chỗ chỉ chiếm 10 đến 15%, còn lại là từ nhập từ các tỉnh thành khác. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý để Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng riêng một nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, tất cả những hành vi vi phạm về đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ bị xử phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm. Theo đó, các hành vi bị xử phạt hành chính bao gồm các vi phạm trong việc sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất công, làm suy giảm hoặc biến đổi địa hình, gây cản trở trong việc nhà nước giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tự tiện di chuyển làm sai lệch, hư hỏng mốc chỉ giới quy hoạch sử dụng đất, mốc chỉ giới hành lang an toàn công trình, mốc địa giới hành chính, hành nghề tư vấn về giá đất mà không thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất theo quy định của pháp luật hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Dự kiến nghị định này sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9 năm 2013. Tiếp tục với các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Sáng nay tại Quảng Ngãi, đội quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với đồn biên phòng Sa Huỳnh, công an huyện Đức Phổ thu giữ khoảng 1,5 tấn cá nóc tại khu vực cảng cá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ. Trong đó có 1 tấn cá nóc thu giữ tại trại thu mua hải sản của bà Võ Thị Thu Nghé ở xã Phổ Thạnh và 500 kg chưa xác định được chủ sở hữu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiêu hủy số cá nóc nói trên. Trước đó vào sáng ngày 24 tháng 11, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ và tiêu hủy gần 2,8 tấn cá nóc của bà Nguyễn Thị Tuấn và ông Trịnh Minh Sơn ở xã Phổ Thạnh. Cá nóc chứa độc tố gây chết người, tuy nhiên do hám lợi nhuận nên trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn có nhiều đối tượng lén lút khai thác và tiêu thụ loài cá nguy hiểm này. Cơ quan chức năng đã nhiều lần bắt giữ, xử phạt và tiêu hủy nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Hàng trăm nông dân trồng hành có nguy cơ bị mù. Đây là điều đang diễn ra ở thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng. Nguyên nhân là do sau khi thu hoạch hành, người dân đã lạm dụng hóa chất trong quá trình bảo quản, khiến cho mắt bị tổn thương nghiêm trọng.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Sóc Trăng, trên địa bàn hiện có 828 người mù, trong đó 267 người bị mù cả hai mắt và 561 người bị mù một mắt. Nạn nhân phần lớn là những nhà nông Khmer, chuyên trồng hành và tham gia bóc hành thời vụ vào mùa thu hoạch hành tím thương phẩm. Theo người dân trồng hành tím tại thị xã Vĩnh Châu, trước đây họ thường dùng chất DDT, một loại hóa chất độc hại để bảo quản. Nhưng chính quyền địa phương đã cấm nên chuyển sang dùng thuốc Mipsin. Cứ một tấn củ hành trộn một bao đất sét khoảng 40kg với 2-4kg thuốc trừ sâu Mipsin để làm phấn ủ bảo quản củ hành. Các chuyên gia y tế cho biết hai loại hóa chất này đều chứa chất độc hại. Khi con người tiếp xúc với các loại hóa chất này có thể bị xâm nhiễm qua da. Nếu bay vào mắt hoặc dùng tay dính các chất này dụi vào mắt sẽ dẫn đến viêm giác mạc, gây loét giác mạc nhiễm trùng và mù mắt. Ngoài ra nguyên nhân gây mù lòa là do bụi hành hơi cay khi bóc củ hành sộc vào mắt. Nhiều người thường lấy tay dụi gây viêm loét. Hội Chữ Thập Đỏ ở thị xã Vĩnh Châu cho hay hiện nay số lượng nông dân trồng hành bị mù đang có dấu hiệu tăng nhưng chưa thể thống kê chính xác. Nhân kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12, ngày hôm nay Đại sứ quán Hoa Kỳ, Trường Đại học Washington và Đại học Y Hà Nội đã phối hợp cho ra mắt website phục vụ đào tạo liên tục về HIV/AIDS cho cán bộ y tế. Đây là website đầu tiên về lĩnh vực này tại Việt Nam. Đây là website cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, tăng cường năng lực kiểm soát lây lan dịch bệnh HIV/AIDS tại Việt Nam. Chương trình bao gồm các bài giảng bằng video và audio với các nội dung như đồng nhiễm lao HIV, các tác dụng phụ của điều trị thuốc kháng virus và các phương pháp tiếp cận mới trong việc tư vấn xét nghiệm HIV. Đặc biệt với website này, các bác sĩ và các cán bộ ngành y tế có thể dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho các cán bộ y tế tại Việt Nam. Các bác sĩ dù ở bất cứ đâu, ở thành thị hay những vùng nông thôn hẻo lánh, đều có thể tiếp cận, miễn là họ có máy tính và truy cập được Internet. Đặc biệt nội dung website bằng tiếng Việt, nên các cán bộ có thể học, tiếp thu những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực HIV, thu hẹp những khoảng trống về kiến thức, kỹ năng và hành vi liên quan đến HIV. Trong vòng 2 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã hỗ trợ hơn 10 triệu đô la Mỹ để đào tạo và hỗ trợ cán bộ y tế Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch HIV và tăng cường năng lực hệ thống y tế. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa ra thông báo về trường hợp nhiễm virus Hanta do chuột cắn tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đưa ra khuyến cáo đối với người dân cả nước về loại virus nguy hiểm này. Theo đó, bệnh nhân nam 55 tuổi, trú tại phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bị chuột cắn từ đầu tháng 9, nhưng đến ngày 12 tháng 10 mới xuất hiện các triệu chứng sốt cao đột ngột. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Hanta. Đến ngày 25 tháng 10, bệnh nhân xuất viện với tình trạng sức khỏe tốt. Cục Y tế Dự phòng cho biết, bệnh lây truyền từ động vật sang người do loài gặm nhấm, chủ yếu là chuột, nhiễm virus Hanta cắn hoặc do hít phải chất thải chuột chứa virus. Virus này có thể gây hội chứng sốt xuất huyết kèm suy thận với các triệu chứng như sốt cao đột ngột, buồn nôn, đau bụng, giảm huyết áp, có dấu hiệu nổi ban trên da, bí tiểu và sau đó là đa niệu. Ngoài ra, virus Hanta còn gây sốt xuất huyết hội chứng phổi với các triệu chứng như sốt, nhức đầu, rối loạn đường tiêu hóa, suy hô hấp đột ngột và hạ huyết áp. Bệnh có thể gây tử vong nhưng không lây từ người bệnh sang người lành. Hiện Cục Y tế Dự phòng đã triển khai chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur tăng cường triển khai các biện pháp giám sát và phòng chống nhiễm virus Hanta, đồng thời khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện tốt một số giải pháp như sau. Một, tránh tiếp xúc với chuột và chất thải của chuột, sử dụng ủng cao su khi đi đến những nơi có chuột sinh sống, ngủ màn để tránh bị chuột cắn. Hai, khi tiếp xúc với chuột, bẫy chuột hoặc khi vệ sinh khu vực có chuột, phải đeo khẩu trang, mang găng tay cao su và rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc. Ba, dùng hóa chất sát khuẩn thông thường để vệ sinh nơi có chuột. Bốn, giữ vệ sinh gọn gàng nơi ở, nơi làm việc để giảm sự phát triển của chuột. 5. Xác chuột phải được bỏ vào túi ni lông hai lớp và chôn ở độ sâu tối thiểu là 50cm. 6. Thức ăn phải được đậy kín không cho chuột tiếp xúc với thức ăn của người và gia súc. 7. Nếu có hiện tượng sốt liên quan đến chuột cắn hoặc tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng được coi là một biện pháp đặc hiệu để phòng các bệnh truyền nhiễm. Trên thực tế, đã có rất nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được khống chế thành công nhờ vaccine. Tuy nhiên, phương pháp phòng bệnh này lại đang gây không ít lo ngại cho người dân, do mới đây lại có thêm những trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine. Cần phải khẳng định, biến chứng sau khi tiêm chủng là có, thậm chí có nhiều biến chứng rất nguy hiểm, song chúng lại không được các bậc phụ huynh và cả nhân viên y tế đề phòng đến nơi đến chốn. Hôm nay, theo lịch tiêm chủng,
chị Vũ Thị Lành đưa con gái đi tiêm mũi vaccine phòng bệnh sởi tại phòng tiêm chủng vaccine của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội. Mọi thủ tục trước tiêm đều được tiến hành cực kỳ nhanh, gọn. Không những thế, tiêm xong là có thể được về luôn. Khi hôm nào bác sĩ bảo là bé mũi tiêm hôm nay bé phải đợi 30 phút mới được về thì mình ngồi lại mình đợi để xem là phản ứng của thuốc của bé như thế nào. Hôm nay thì bé không phải chờ, nhưng mũi thuốc hôm nay thì bé không phải chờ. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chị Lành khó có thể đọc được những áp phích hướng dẫn quy trình tiêm chủng an toàn này. Chính vì thế mà chị không biết rằng con mình đã bị bỏ qua những công đoạn vô cùng quan trọng khi đi tiêm chủng. Theo cái khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế là theo dõi sức khỏe sau khi tiêm 30 phút để mà mình có thể phòng tránh được những cái phản ứng phụ mạnh sau tiêm chủng để mà có cái xử trí kịp thời tại các cái cơ sở tiêm. Theo cái quyết định 23 của Bộ Y tế là có những cái quy định rất rõ ràng về cái chuyện mà khám phân loại rồi chỉ định. Sau khi khám phân loại và có cái chỉ định rồi thì mình tiến hành mình tiêm. Quy định đã có, song việc khám phân loại trước khi tiêm vaccine gần như đã bị các nhân viên y tế ở đây lãng quên. Có trường hợp, bác sĩ tại bàn khám tư vấn thậm chí không cần biết đến mặt mũi của đối tượng tiêm chủng. Còn người dân mặc nhiên là tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và trách nhiệm của những cán bộ này. Quy trình đây thì là mình vào thì là sẽ có một bác sĩ hướng dẫn mình là hôm nay sẽ tiêm mũi gì. Sau đó thì mình sẽ nộp tiền vào sẽ vào tiêm ngay. Bác sĩ sẽ hỏi xem là cháu có ốm không hoặc là nhìn căn cứ vào biểu hiện của cháu ấy. Và bác sĩ phải thấy là tiêm được thì mới tiêm. Chứ còn đây mình là mình đến tiêm phòng chứ mình không đến khám. Khi các quy trình tiêm chủng đang được rút ngắn, đồng nghĩa với việc nguy cơ xảy ra các biến chứng lại càng tăng cao. Nó là rất thấp, những cái phản ứng phụ mạnh sau tiêm, mà nặng nhất là sốc phản vệ, tỷ lệ nó vaccine nói chung nó khoảng độ 1/1000. Còn các phản ứng mà thoáng qua hoặc là phản ứng toàn thân tại chỗ thì nó cũng không phải là nhiều. Những gì diễn ra ở Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trong một ngày bất kỳ mà nhóm phóng viên ghi nhận lại được có thể không phải là tình trạng chung ở các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Tuy nhiên, cần phải đặt ra câu hỏi, phải chăng do tỷ lệ biến chứng thấp mà công tác tiêm chủng đang được thực hiện rất quả quýt? Tiêm chủng vaccine được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng các bệnh truyền nhiễm do virus. Tuy nhiên hiện tại ở nước ta khi mà người dân vẫn chưa hiểu biết một cách đầy đủ về việc tiêm vaccine thì các quy trình lại đang được nhân viên y tế bỏ qua. Vậy liệu cái phương pháp phòng bệnh này có trở nên bằng thừa? Trong phần tin quốc tế, đánh bom liên hoàn tại Syria khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, hiện vẫn chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo trái đất vẫn tiếp tục ấm lên. Thêm nhiều phản ứng liên quan đến hộ chiếu mới gây tranh cãi của Trung Quốc. Thị trấn Zaramana nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Damas của Syria ngày hôm qua đã rung chuyển bởi 4 vụ đánh bom liên tiếp. Vụ đánh bom liên hoàn thảm khốc này đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hiện vẫn chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này. Những kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ 2 xe chứa đầy thuốc nổ ở gần một bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại đông đúc nằm ở trung tâm của thị trấn Zaramana. Cùng lúc đó, 2 địa điểm khác của thị trấn cũng bị đánh bom nhưng không gây thương vong. Thị trấn Zaramana là nơi sinh sống của những người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Rất có thể đây cũng là nguyên nhân khiến nơi này liên tiếp phải chứng kiến hàng loạt các vụ đánh bom trong nhiều tháng trở lại đây. Lúc đó là khoảng 7 giờ. Tôi và con tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng nổ bên ngoài đường phố. Chúng tôi đã chạy ra ngoài xem cái gì đã xảy ra. Tất cả nhà cửa cũng như đồ nội thất đều bị phá hủy. Khi tất cả mọi người còn đang xác định vị trí xảy ra vụ nổ, thì một vụ nổ khác lại xảy ra ngay gần đó. Đây thực sự là một việc làm tàn nhẫn, vô nhân đạo. Các vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Syria đang tiến gần hơn đến những điểm cố thủ của quân nổi dậy ở ngoại ô Damas,
tiêu diệt và làm nhiều người trong số này bị thương. Theo truyền thông của nhà nước Syria, rất có thể những kẻ khủng bố đã đứng đằng sau các vụ đánh bom này. Còn tại Pakistan, ít nhất 18 người sinh sống tại thành phố miền đông Lahore đã thiệt mạng và nhiều người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống một loại siro ho. Hiện cảnh sát Pakistan vẫn đang điều tra để xác định căn nguyên của vụ việc. Theo báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi được cơ quan chức năng Pakistan công bố ngày hôm qua, tính từ ngày 23 tháng 11, đã có tất cả 18 người tử vong sau khi uống loại siro ho có tên Tino, với triệu chứng phổ biến là hiện tượng máu đông trong tim. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân của hiện tượng này. Báo cáo thống kê trước đó cho biết, có tất cả hơn 20 người đã sử dụng thuốc siro ho Tino. Ngoài số nạn nhân đã tử vong, những người còn lại hiện đang trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị trong bệnh viện. Trong khi đó, điều tra sơ bộ hôm 27 tháng 11 xác nhận loại siro ho mà các nạn nhân sử dụng nói trên không vi phạm các yếu tố an toàn, gây tổn hại đến sức khỏe của người sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng quá liều hoặc pha trộn nó với các loại thuốc khác trước khi uống sẽ dẫn đến tử vong. Cảnh sát đã cho niêm phong nhà máy sản xuất loại siro trên, đồng thời tạm bắt giữ chủ sở hữu của 3 cửa hàng đã bán siro Tino để tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc. Tiếp sau đây là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Hôm qua, giới chức thành phố Guatemala, thủ đô của Guatemala đã đưa ra cảnh báo khi núi lửa Santiaquito bắt đầu phun nhiều cột khói có chiều cao lên đến 5.000 mét. Tro bụi từ núi lửa đã bao phủ lên nhiều ngôi nhà tại thành phố Ritanhuleu cùng một số vùng lân cận như El Rosario, San Marcos, Palajunoy. Người dân địa phương được cảnh báo tránh uống những nguồn nước bị tro bụi rơi vào và hạn chế đi lại ở khu vực xung quanh núi lửa. Hiện một nhóm gồm 40 chuyên gia đã được cử đến để hỗ trợ và thu thập dữ liệu từ các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại đảo lớn nhất của Hawaii, ngọn núi lửa Kilauea cũng phun những dòng suối dung nham nóng chảy vào đại dương. Núi lửa Kilauea bắt đầu phun trào liên tục từ năm 1983, nhưng dòng dung nham chưa bao giờ có hành trình dài hơn 11 km để tiến tới đại dương. Theo người phát ngôn của đài quan sát núi lửa Hawaii, dung nham và nước nóng tạo ra khi dung nham tiếp xúc với đại dương có thể gây nguy hại cho người đứng cách xa tới 100 mét. Do vậy, người dân địa phương và du khách được cảnh báo tránh xa dòng chảy dung nham. Hôm qua, một vòi rồng lớn cuốn qua nhà máy thép Ilva ở miền nam Italia, làm khoảng 20 công nhân bị thương và một người mất tích. Theo thông báo của nhà máy sản xuất thép Ilva, trận cuồng phong quét qua thành phố cảng Taranto làm đổ một cột khói, gây thiệt hại cho một nhà kho và một trạm đèn biển tại bến cảng của nhà máy. Một công nhân đã mất tích sau khi một chiếc cần cầu bị sập. Hiện các thợ lặn đang tìm kiếm người mất tích. Ba người khác trên cần cầu đã được cứu sống. Người dân và khách du lịch tại thành phố Venice lại một lần nữa phải đối phó với tình trạng ngập lụt khi nước biển dâng cao tràn vào trung tâm thành phố. Mực nước tại thành phố đã tăng lên mức 103cm trên mực nước biển vào ngày hôm qua, khiến cả quảng trường San Marco và các khu du lịch xung quanh cây cầu Rialto bị ngập. Mực nước lần này tuy chưa cao bằng lần trước, nhưng người dân vẫn phải dựng những cây cầu nhỏ để di chuyển trong thành phố. Hiện phần lớn đất nước Italia vẫn đang phải gánh chịu những cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh. Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 18 đang diễn ra tại Doha, Qatar, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo nhiệt độ trái đất vẫn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Theo đó, nhiệt độ trung bình trên trái đất trong năm nay đứng ở mức cao thứ 9 trong số 10 năm nóng nhất kể từ khi các số liệu về hiện tượng ấm lên của trái đất bắt đầu được ghi nhận từ giữa thế kỷ 19. Mặc dù nhiệt độ đã dịu bớt do hiện tượng La Nina hồi đầu năm, nhưng năm 2012 vẫn được coi là một trong những năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại. Bởi chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm, nhiệt độ trung bình trên trái đất đã tăng khoảng 0,45 độ C so với mức trung bình trong khoảng thời gian 30 năm thuộc giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1990. Tình trạng nắng nóng bất thường ở Mỹ cũng như một số nước châu Âu và hiện tượng tan băng với tốc độ nhanh ở vùng Bắc Cực chính là hai biểu hiện rõ nét nhất cho sự tăng nhiệt này. Một điều có thể khẳng định là trái đất chắc chắn sẽ còn tiếp tục ấm lên. Vấn đề khó khăn là các khu vực trên trái đất sẽ đối phó với hiện tượng này như thế nào, cũng như mối tương quan giữa các khu vực sẽ ra sao khi đối mặt với vấn đề chung này. Cũng theo WMO, số lượng các trận bão xảy ra năm nay hiện đang ở mức trung bình so với các năm. Song tính chất nghiêm trọng của chúng đang ngày một gia tăng, đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của con người. Điển hình là siêu bão Sandy vừa tấn công một số nước vùng Caribe và Hoa Kỳ. Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Nghiên cứu Môi trường cuối năm 2011,
Tình trạng tan băng ở vùng Bắc Cực đã và đang làm cho mực nước các đại dương dâng cao trung bình là 3,2mm trên năm. Các chuyên gia môi trường cảnh báo nếu mực nước biển vẫn tiếp tục dâng cao như hiện nay, hàng loạt quốc gia sẽ đối mặt với nguy cơ mất đi những vùng đất thấp hơn mực nước biển, vốn là nơi sinh sống của hàng trăm triệu người. Việc Trung Quốc cho in hình đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò vào hộ chiếu điện tử mới đã gây bất bình đối với các nước có liên quan. Trong ngày hôm qua, chính quyền Philippines tuyên bố sẽ không đóng dấu chứng thực nhập cảnh trên bất cứ hộ chiếu nào có in hình đường lưỡi bò khi công dân Trung Quốc đi qua cửa khẩu của nước này. Phát biểu trên chương trình trò chuyện buổi sáng của trang mạng tin tức ABS-CBN của Philippines, Ngoại trưởng Albert de Rosario cho biết Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế khi yêu cầu chủ quyền đối với hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông thông qua việc cho in đường lưỡi bò trong bản đồ của nước này trên hộ chiếu điện tử mới. Chúng tôi sẽ không đóng dấu chứng thực nhập cảnh lên hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đóng dấu lên một mẫu visa rời. Theo Ngoại trưởng Philippines, hành động này được thực hiện nhằm tránh việc Philippines bị hiểu lầm là đã công nhận tính chính đáng của đường chín đoạn mỗi khi đóng dấu thị thực nhập cảnh trên hộ chiếu điện tử của Trung Quốc. Hộ chiếu mới của Trung Quốc cũng đã làm dấy lên phong trào biểu tình phản đối hành động bành trướng của quốc gia đông dân nhất thế giới tại Philippines. Trong ngày hôm nay, hơn 20 nhà hoạt động của nước này đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để lên án động thái khiêu khích đơn phương, gây khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp biển đảo thông qua con đường ngoại giao. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua cho rằng mọi người không nên quá chú ý vào vấn đề các tấm bản đồ trên hộ chiếu. Mục đích phát hành hộ chiếu điện tử mới là nhằm tăng cường khả năng công nghệ của Trung Quốc và tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của công dân Trung Quốc. Vấn đề của các tấm bản đồ trong hộ chiếu mới của Trung Quốc không nên được chú ý quá mức. Tuy nhiên, trái ngược với phát biểu của ông Hồng Lỗi, công dân Trung Quốc trên thực tế sẽ gặp phải không ít khó khăn về thủ tục nếu họ nhập cảnh vào Philippines. Còn tại Việt Nam, ngay sau khi Trung Quốc cấp hộ chiếu phổ thông điện tử mới có in hình đường lưỡi bò, tại các cửa khẩu, lực lượng biên phòng đã không đóng dấu chứng thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc vào hộ chiếu nếu họ sử dụng loại mới. Thay vào đó, cơ quan chức năng chỉ đóng dấu vào thị thực rời và giải thích cho các công dân Trung Quốc khi họ nhập cảnh vào Việt Nam. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn, trong số khoảng 2.500 lượt làm thủ tục xuất nhập cảnh mỗi ngày thì có tới 100 người Trung Quốc sử dụng loại hộ chiếu phổ thông điện tử mới. Những ngày vừa qua, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chỉ đóng dấu vào thị thực rời cho khách. Từ tháng 5 năm 2012, Trung Quốc đã cấp mẫu hộ chiếu mới cho công dân của mình, trong đó các trang 8, 24 và 46 có in hình bản đồ Trung Quốc và đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn. Ngoài tỉnh Lạng Sơn thì nhiều tỉnh thành biên giới phía Bắc khác cũng thực hiện việc cấp thị thực rời cho các công dân Trung Quốc có hộ chiếu phổ thông điện tử mới, vì hiện tại không có quy định nào cấm nhập cảnh đối với những người sử dụng loại hộ chiếu này. Ngày hôm qua, nhiều nhà báo tự do đến từ Pháp, Tây Ban Nha và Anh đã tham dự lễ trao giải RORIPEC, giải thưởng dành cho những đoạn video họ quay được từ các khu vực đang xảy ra chiến tranh, trong đó có cả Libya và Syria. RORIPEC là giải thưởng được trao vào tháng 11 hàng năm nhằm công nhận thành tích của các nhà quay phim tự do và phụ nữ sản xuất tin tức trong các bản tin trên toàn thế giới. Giải thưởng RORIPEC bắt đầu có từ năm 1995, được đặt theo tên của nhà quay phim tự do RORIPEC, người đã thiệt mạng ở Moscow vào năm 1993. Lễ trao giải năm nay diễn ra tại Viện Điện ảnh của Anh thuộc thành phố London. Các nhà báo tự do mà chúng ta vinh danh tối nay là những người dũng cảm nhất, có năng lực tốt nhất, đồng thời cũng là những người thường xuyên bị tổn thương nhất trong lĩnh vực sản xuất tin tức. Trong lễ trao giải, nhà nhiếp ảnh và sản xuất phim tự do Mani của Pháp đã được trao giải thưởng tin tức cho những thông tin về chiến dịch của các lực lượng tại Hon vào tháng 2 năm nay. Trong phần tin này, Mani đã có được sự tiếp cận hiếm hoi với người dân và binh lính trong thành phố khi họ đang chiến đấu cho lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Hai nhà báo Alberto As và Ricardo Garcia Villanova của Tây Ban Nha được trao giải thưởng tiêu biểu cho bộ phim tự đầu tư sản xuất về các chiến binh nổi loạn trẻ tại thành phố Misrata tại Libya. Nhà báo Daniel Bogado người Anh đã được trao giải thưởng dành cho bộ phim có sức ảnh hưởng lớn nhất về cuộc nội chiến ở Sudan. Trong những năm qua, các nhà báo tự do luôn đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thu thập tin tức. Họ thường xuyên phải mạo hiểm cả tính mạng của mình, nhưng lại không có sự bảo đảm về thù lao. Vì vậy, phần lớn các nhà báo tự do đều cho rằng họ nên nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đơn vị sản xuất tin tức. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.